Xin chào tất cả những billionaire. Thì trên tài khoản Twitter có tên là Phạm Phan Quang Tươi, anh ấy đã chia sẻ những cái dòng tâm sự về billionaire, về cái dự án Network rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi vào đầu tiên là nội dung tâm sự của anh ấy, và thứ hai là Thanh sẽ phân tích cho mọi người giá trị của tâm sự từ Phạm Quang Tươi, một Twitter có trên Thứ nhất là nội dung tâm sự, giá trị chính là cái giá phải trả. Để nói về độ lì đòn, tôi phải cảm phục những người tiên phong đời đầu. Bởi ngay từ những ngày đầu dự án sơ khai mà họ đã có niềm tin tuyệt đối vào Network, không một sự nghi ngờ. Có thể với bọn chỉ là cái bấm tia sét trên điện thoại là xong việc. Còn những người tiên phong đời đầu, họ đã đầu tư công sức tiền bạc vào Binot 4 năm duy trì, không nhận một đồng tiền lương. Nếu là bọn chịu thiệt nổi không? Tôi chưa nói về mọi thứ họ hỗ trợ về cộng đồng và kiến thức. Bởi vì là một nền tảng công nghệ mới, mọi thứ không ai dạy cho những người tiên phong đời đầu có, mà toàn họ phải tự lăn mò rồi chỉ là những người tiên phong sau này. Ngoài ra họ còn phải đối diện sự chửi rủa của miệng đời, gia đình, bạn bè, người thân, họ hàng, áp lực công việc, cơm áo gạo tiền hàng ngày. Nhưng họ không một lời ca thán, và sau bao lâu về vị thế, tức là họ không một lời ca thán, là sau bao lâu thành công thế, sau bao lâu alpha man thế. Có đôi khi bọn quên bấm bi khai thác, họ cũng phải nhắc bạn một lời cảm ơn cũng không có gì. Thì chớ miệng bọn còn lẩm bẩm nói họ những câu khó nghe này nọ. Network có được như ngày hôm nay là do công sức của biết bao con người không cộng hưởng bao nhiêu cái giá phải trả. Đó bọn biết không, dự án Bi là một dự án mang tính cộng đồng, cùng nhau làm, cùng nhau xây dựng để có hơn 60 triệu người con người khai thác hơn 5 năm qua. Không phải tự nhiên mà chúng ta có được, đó là tôi chưa kể những điều lớn lao mà nhờ sáng lập ra Binance cùng đội ngũ của team hỗ trợ đội ngũ mod của từng quốc gia nhờ phát triển. Thế nên mọi mở đã đến gần hơn, mong mỗi người tiên phong hãy cùng nhau gắn kết lan tỏa mạnh hơn nữa để chúng ta tiến về đích một cách vinh quang trọn vẹn, không uổng phí những ngày tháng đã qua để nhận những thành quả cho chính mình. Chúc mừng điều tốt đẹp đến từ cộng đồng chúng ta. Đây là dòng tâm sự của Phạm Quang Tư. Bây giờ sẽ phân tích. Thanh sẽ phân tích cho mọi người cái dòng tâm sự này nó có gì thú vị. Thứ nhất là tâm sự của một người tiên phong về Binance, đặc biệt là với những ai đã trải qua hành trình giờ ngay có những bước ngày đầu của dự án, chứa đựng nhiều tâm tư và có cả sự khổng phục đối với những người này đã gắn bó đẹp niềm tin tuyệt đối vào Binance. Khi tất cả mới chỉ là một sự ý tưởng còn sơ khai, họ không chỉ là những người đơn thuần nhấn nút tia sét trên ứng dụng mỗi ngày, mà còn là những người dốc tâm, dốc sức xây dựng nền tảng Bi để có thể phát triển như hôm nay. Tiếp theo là sự duy trì và lòng tin mãnh liệt của người tiên phong đời đầu. Những người tiên phong đời đầu không chỉ tham gia bàn về thao tác đơn giản, mà họ còn dành thời gian, công sức và thậm chí có tiền bạc để duy trì hệ thống bị nốt suốt 4 năm trời mà không hề được nhận một đồng hương nào. Điều này thật sự là một thách thức lớn và không có thể chịu đựng nổi. Họ đã đứng vững trước những khó khăn, áp lực tài chính, công việc và đặc biệt là sự phấn đấu từ gia đình, bạn bè, người thân. Những lời chế giễu, sự hoài nghi và thậm chí có chỉ trích từ những người xung quanh là điều mà họ phải đối mặt với mỗi nỗi đau này. Với mỗi ngày, công sức và giá trị của những người tiên phong đời đầu. Bây là một nền tảng công nghệ mới mang nhiều tính cách mạng và thay đổi, nhưng cũng vì vậy không có thể hướng dẫn họ ngay từ đầu. Những người tiên phong đời đầu phải tự tìm hiểu, mày mò và thử nghiệm. Khi đã thành thạo, họ là sẵn sàng chia sẻ, chỉ dạy cho những người đến sau để cùng nhau phát triển cộng đồng Bi mạnh mẽ hơn. Những kiến thức và kỹ năng mà họ tích lũy được không phải từ các khóa học chính quy, mà từ chính sự trải nghiệm, từ những lần thử hoặc sơ, từ những nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo nên một nền tảng công nghệ bền vững và uy tín cho Binance.
Ngoài ra, những người tiên phong đời đầu là những người âm thầm nhắc nhở và giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng. Khi bọn quay nhấn nút khai thác bi, họ sẽ sẵn sàng nhắc nhở bọn. Họ không cần lời cảm ơn và thậm chí nhiều khi còn chịu đựng được những lời phàn nàn chỉ trích từ phía bọn. Điều này không làm họ nản lòng bởi họ vẫn kiên trì với mục tiêu cuối cùng đưa bi trở thành một mạng lưới toàn cầu nơi mọi người có thể cùng nhau khai thác, xây dựng và hướng lợi. Đó là phần tiếp theo. Tiếp theo là giá trị của cộng đồng Bền Đảo Quốc. Bền Đảo Quốc không chỉ là một dự án tiền mã hóa mà còn là một dự án mang tính độc cộng đồng sâu sắc. Sức mạnh của Bi không đến từ một cá nhân mà còn sự đồng lòng và nỗ lực của những hàng triệu người tiên phong trên thế giới. Từng người một, từ những người khai thác Bi cho đến các nhà phát triển, các quản lý viên mốt tại các quốc gia, đặc biệt đội ngũ Bi Core Team và sáng lập đều đóng góp công sức để Bi phát triển không dễ dàng gì để duy trì hơn 60 triệu người dùng liên tục khai thác Bi trong năm qua và còn không thể dễ dàng để đạt được sự ủng hộ và niềm tin lớn như hôm nay. Những đóng góp thầm lặng của đội ngũ phát triển không thể không nhắc đến công lao to lớn của đội ngũ Bico Team và nhà sáng lập Bền Đảo Quốc. Họ là những người đã đưa ra những định hướng phát triển công nghệ và tạo nên một nền tảng vững chắc cho Bi. Họ cũng không ngừng lắng nghe ý kiến từ cộng đồng, giải quyết các vấn đề và nâng cấp hệ thống Bi có thể ngày một hoàn thiện hơn. Từng giai đoạn phát triển của Bi đều ghi là nỗ lực không ngừng nghỉ về phía đội ngũ phát triển. Điều này giúp cho mạng lưới Bi có thể tiến gần hơn đến mục tiêu mở mang chính, một dấu mốc quan trọng mà mọi người trong cộng đồng đều mong đợi. Sự gắn kết và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Khi mà mở đơn tiến gần, đây là một thời điểm để mọi người tiên phong trong cộng đồng Bi Đảo Quốc cùng nhau gắn kết, lan tỏa sức mạnh và niềm tin để đưa Bi đến đích một cách vinh quang và trọn vẹn. Những ngày tháng qua, gian khổ qua và nỗ lực không ngừng để giúp cho chúng ta xây một cộng đồng mạnh mẽ, đoàn kết và nhiệt huyết để đạt được hành trình thành quả cuối cùng. Chúng ta có thể tự hào những gì mà mình đã làm, những giá trị mình đóng góp đều không uổng phí. Cái luận dự án Bền Đảo Quốc chính là minh chứng cho sức mạnh của kiên trì, lòng tin và đoàn kết. Những người tiên phong đời đầu là những người đã bắt đặt nền tấm cho Bi từ những ngày đầu tiên. Và chính nhờ họ mà Bi có thể phát triển và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Họ không chỉ là người tiên phong mà còn là những người đã hy sinh và đóng góp thầm lặng cho một tương lai mà họ tin tưởng. Giá trị của Bi không chỉ làm việc khai thác mà sở hữu mà còn nằm ở giai đoạn thử nghiệm những bài học, mối quan hệ ngày còn cộng đồng ngày còn mong là giúp cho cộng đồng Bi sẽ ngày còn phát triển mạnh mẽ và cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai. Như vậy Thanh đã cho thêm một người có bài phân tích về cái về tâm sự của một billionaire trên Twitter, Nguyễn Phạm Quang Tươi, và tâm sự về những billionaire đầu rất là tuyệt vời. Bài này nó có nội dung, thứ nhất là nội dung của dòng tâm sự, thứ hai là phân tích tâm sự thì gồm có sự kiên trì và lòng tin mãnh liệt của người tiên phong đời đầu, tiếp theo công sức và giá trị của những người tiên phong đời đầu, thứ ba là giá trị cộng đồng Bền Đảo Quốc, những đóng góp thầm lặng của đội ngũ phát triển, đó là phần tiếp theo và cuối cùng là sự gắn kết và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Rồi và kết luận, nếu các bạn thấy video hay hãy cho mình những lượt like, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh nếu bạn là người lần đầu tiên đến thăm kênh tin tức Bền Đảo Quốc, và hãy chúng ta hãy comment để chúng ta bàn luận về cái bài báo này đến từ Pioneer có tên là Phẩm Quang Tươi. Mọi người rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye.